Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin chiều nay. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, Fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, hơn 16.800 thí sinh đã hoàn thành ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Kỳ thi đã diễn ra an toàn và đúng quy chế. Toàn tỉnh có 16.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi, chỉ tiêu tuyển sinh là 11.000 em. Trong 2 ngày thi chính thức, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 4 đoàn kiểm tra tại tất cả các điểm thi. Toàn tỉnh có 137 em vắng thi môn văn, 140 em vắng thi môn toán và tổng hợp. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Hưng Yên đã huy động khoảng 3.000 người tham gia công tác coi thi, bảo vệ, phục vụ. Ngày 5 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cập nhật chỉnh sửa sai sót về thông tin của thí sinh, làm phách chấm thi. Kết quả thi sẽ được công bố ngay sau khi hoàn thành công tác chấm thi. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an tỉnh, đến nay tỷ lệ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử của tỉnh Hưng Yên đạt cao, trong đó tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử dẫn đầu cả nước với trên 480.000 tài khoản đã kích hoạt. Cụ thể, sau hơn một năm triển khai đề án 06, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip. Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thu nhận và cấp gần 380.000 tài khoản định danh mức độ 2, tổng kích hoạt gần 482.000 tài khoản định danh 2 mức, tỷ lệ đạt trên 84%. Một số địa phương có tỷ lệ kích hoạt cao so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra như huyện Tiên Lữ 39.000 tài khoản, huyện Phù Cừ gần 37.000 tài khoản. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hướng dẫn cài đặt ứng dụng và nâng cấp tài khoản định danh điện tử không những giúp hoàn thiện dữ liệu dân cư, quản lý thông tin công dân mà còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch cùng các nhóm tiện ích khác. Sở Công Thương vừa ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm luật điện lực, tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý. Công ty Điện lực Hưng Yên, các hợp tác xã, đơn vị bán lẻ điện phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện, nhất là các vị trí xung yếu, phụ tải lớn để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Đối với tổ chức cá nhân, khách hàng sử dụng điện không đốt, bắn các loại pháo hoa, pháo sáng, pháo có giấy tráng kim loại, đèn trời trong hoặc gần đường dây điện, trạm điện. Không thả diều, vật bay các loại trong và gần đường dây điện, trạm điện. Không bắn, quăng, ném các vật lạ lên dây điện, trạm điện. Không trồng cây cao dưới hành lang đường điện cao áp. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm các công trình điện, hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trong tháng 5, các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389 đã tiến hành kiểm tra xử lý hành chính 31 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả, tăng 6 vụ so với tháng trước. Trong đó, 3 vụ về buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, 27 vụ về gian lận thương mại và 1 vụ về hàng giả. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 417 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá trên 354 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào một số mặt hàng như xăng dầu, ga và các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đời sống thiết yếu của người dân. Liên quan đến vụ phóng hỏa do ghen tuông ở Đồng Nai khiến 7 người bị bỏng nặng, có 4 bệnh nhi được điều trị tại Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2. Hiện các bệnh nhi có những bé bị phỏng đến 90% cơ thể đang phải thở máy. Liên quan đến sức khỏe các bệnh nhân trong vụ cháy, sáng ngày 4 tháng 6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 2 trong 7 nạn nhân nói trên. Bệnh nhi nam là bé VMK và bệnh nhân nữ là bé VNA đều 13 tuổi. Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận cấp cứu bỏng cho một bệnh nhi 13 tuổi và một bệnh nhi 15 tuổi phỏng 60%, độ 2, độ 3, phỏng do lửa.
Cả hai bé đều phỏng ở vùng đầu, mặt, cổ nên các bé đã được đặt nội khí quản chống sốc phỏng để bảo vệ hô hấp. Trước đó, vào sáng sớm ngày 3 tháng 6, dãy phòng trọ gồm 15 phòng tại xã Bình Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có 2 phòng bị cháy. Hậu quả cháy làm 7 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa rồi chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Theo Công an huyện Long Thành, bước đầu xác định Nguyễn Chí Hiếu sống ở phòng trọ số 10 trong dãy trọ do ghen tuông đã phóng hỏa đốt phòng số 3 nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hỏa phòng của mình. 1 giờ sáng ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị chức năng bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá đã phát hiện nhiều nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác kiểm tra 12 phòng của quán karaoke Lucy trên đường Tôn Đức Thắng, lực lượng công an phát hiện có 110 nam nữ thuê phòng hát và sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị khống chế. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 6 bịch và 13 viên nén nghi là ma túy. Qua test nhanh số đối tượng trên thì có 76 người dương tính với ma túy, trong đó rất nhiều cô gái trẻ. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến chiếc xe khách chở theo hàng chục hành khách lật nghiêng bên đường Hồ Chí Minh, xã Cư Né, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk vào chiều ngày 3 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 3 tháng 6, tài xế Mai Xuân Mỹ, 50 tuổi, điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk Gia Lai. Khi xe chạy đến đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búc, bất ngờ tông vào chiếc xe tải và một chiếc công nông lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến ô tô khách mất lái, tông vào hộ lan bên đường rồi lật nghiêng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, mọi người đã đập kính xe khách đưa hành khách trong xe ra ngoài. Vụ tai nạn làm 3 hành khách bị xây sát nhẹ. Tại hiện trường, xe khách bị lật nghiêng bên đường, hư hỏng. Cùng với đó, xe tải và xe công nông cũng bị hư hỏng. Chuyển sang phần tin quốc tế, chính phủ Thái Lan mới đây đã thông qua việc gia hạn các hợp đồng lao động cho phép hơn 200.000 lao động nhập cư được giữ việc làm, góp phần giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu lao động trong nước. Theo đó, sau các cuộc họp về đề xuất gia hạn cho lao động nhập cư, nội các Thái Lan đã nhất trí và phân chia quản lý lao động nước ngoài theo hai nhóm, gồm biên bản ghi nhớ về lao động nước ngoài từ Campuchia, Lào và Myanmar và thỏa thuận về lao động nước ngoài từ Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Việc phê duyệt này giúp những lao động nhập cư có thể tiếp tục làm việc tại Thái Lan đến hết tháng 7 năm 2023. Theo người phát ngôn chính phủ, quyết định này nhằm củng cố an ninh kinh tế. Việc gia hạn hợp đồng chỉ kéo dài chừng nào chính phủ tạm quyền hiện tại vẫn hoạt động và biện pháp này có thể được xem xét lại sau khi chính quyền mới được thành lập. Giới chức Australia thông báo sẽ tăng lương tối thiểu lên 5,75% kể từ ngày 1 tháng 7 khi các gia đình phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao. Theo đó, Ủy ban Công bằng Việc làm Độc lập đã quyết định tăng lương tối thiểu cho người lao động thêm 5,75%. Ủy ban cũng thực hiện phân loại đối với mức lương tối thiểu quốc gia, nghĩa là những người lao động được trả lương thấp nhất tại Australia, chiếm khoảng 0,7% lực lượng lao động theo số liệu chính thức, có thể sẽ được tăng lương tới 8,6%. Tổng cộng, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến tiền lương của hơn 2 triệu người lao động. Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia cho biết, động thái tăng lương sẽ làm tăng thêm chi phí khoảng 12,6 tỷ đô la Australia cho các doanh nghiệp đang phải vật lộn với các vấn đề về chuỗi cung ứng và giá năng lượng tăng cao. Trong khi đó, Tổng Công đoàn Australia đã hoan nghênh quyết định này. Tàu du lịch cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo với khả năng phục vụ 5.246 hành khách sắp hạ thủy và dự kiến đi vào hoạt động kể từ cuối năm 2023. Tàu Atura Cruise thuộc Tổng Công ty Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc là tàu du lịch lớn đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo. Đây cũng là tàu du lịch 5G đầu tiên trên thế giới, giúp hành khách được trải nghiệm kết nối mạng nhanh chóng như trên đất liền. Adora Cruise vừa được đóng xong hồi tháng 1 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động kể từ cuối năm 2023. Với tổng trọng tải 135.500 tấn, tàu được thiết kế 2.125 phòng ốc, có khả năng phục vụ cho 5.246 hành khách. Tàu du lịch là sản phẩm vận chuyển công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao. Do đó, Adora được coi là một bước tiến quan trọng thể hiện năng lực nội địa và sự tự lực về khoa học công nghệ của Trung Quốc. Phần cuối chương trình chúng ta cùng ghé thăm ngôi làng cổ ở Shirakawa thuộc tỉnh Gifu ở Nhật Bản. Nơi đây vừa diễn ra lễ hội truyền thống đánh dấu bắt đầu mùa trồng lúa.
khoác lên người trang phục truyền thống, 20 phụ nữ lần lượt cắm những cây mạ non xuống ruộng. Họ cấy lúa trong những giai điệu du dương của các ca khúc dân gian về nghề nông. Dân làng Shirakawa tổ chức lễ hội này thường niên nhằm bảo tồn truyền thống cấy lúa thủ công trong bối cảnh nông nghiệp thông minh bùng nổ tại Nhật Bản. Mùa lúa chín là một trong những khoảng thời gian thu hút đông đảo du khách đến thăm ngôi làng cổ Shirakawa. Nơi đây được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1995. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.